Xin chào tất cả các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay trong video này mình xin được giới thiệu tới các bạn một dòng camera wifi không dây 360 độ được đến từ thương hiệu iMao của Dahua. Và các bạn cũng có thể thấy rằng cái thương hiệu iMao Dahua này nó khá là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, bởi vì nó là một thương hiệu có rất là lâu đời rồi và được rất nhiều người ưa chuộng bởi vì cái tính năng, chất lượng của nó cũng như giá thành của nó rất là hấp dẫn, đúng phù hợp với yêu cầu của người Việt Nam là ngon, bổ và rẻ. Thì dòng iMao và Dahua này là một dòng tuyệt vời. Thì hôm nay trong video này mình xin được giới thiệu tới các bạn một con Ranger 2 Indoor Security Camera. Có thể gọi đây là một con người lính coi nhà thứ hai giúp cho bạn. Đây có thể nói là một dòng camera đang bán chạy nhất thị trường. Nó thuộc dòng top best seller của dòng iMao Dahua. Và bây giờ mình xin được giới thiệu chi tiết tới nó tới các bạn. Thì bề ngoài các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh vỏ hộp. Đây là hình ảnh chính của nó. Và bên cạnh các bạn có thể thấy dòng chữ này nói rằng các bạn có thể yên tâm ra ngoài bất cứ khi nào mà không việc gì phải lo về ngôi nhà của mình. Các bạn có thể xem được video trực tiếp bất cứ đâu, bất cứ khi nào các bạn muốn. Và xem lại video. Và đằng sau các bạn có thể thấy một số cái tính năng cơ bản cũng như một số nút điều khiển nó đã hướng dẫn, và tí nữa mình sẽ mở ra và chỉ cho các bạn rõ chi tiết những cái thông số kỹ thuật cũng như cái hình dáng bên ngoài của nó. Và bên cạnh vỏ hộp các bạn có thể thấy một số thông tin cơ bản của cái dòng camera này nó có thể đem lại cho bạn. Ví dụ như là nén 265 với chất lượng hình ảnh video 1080p, nghĩa là chất lượng hình ảnh Full HD, và độ nén video của nó thì rất là tốt để tiết kiệm được cái bộ nhớ, thẻ nhớ của các bạn. Và có thể quay 360 độ, quay dọc, quay lên và quay xuống, phát hiện chuyển động thông minh, đàm thoại hai chiều, báo động khi có chuyển động, tắt khi mà các bạn muốn, wifi 2.4, cũng như là lưu trữ đám mây. Ở ngoài vỏ hộp này của con Ranger 2 này nó ghi khá là ít thông tin, nhưng mà bên trong của nó thì lại rất nhiều tính năng khá là đặc biệt. Và bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra xem có những gì. Cái này hãng còn mới nguyên ạ, thế nên là mở nó hơi khó. Vẫn còn nguyên trong hộp, trong tem. Đây là lần đầu tiên mình mở con này ra đấy các bạn. Đây, một cái nắp cũng đậy rồi. Ở đây có thể thấy một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt như một tờ sớ, và một quyển sách hướng dẫn sử dụng toàn bằng tiếng Anh, nên mình cũng không cần quan tâm lắm. Mình đã có tất cả những video để mình có thể cài đặt và sử dụng nó hoàn toàn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó, nhân vật chính của mình ngày hôm nay. Mình sẽ mở tiếp ra xem nó có những gì nữa. Nó vẫn còn đấy các bạn. Một bộ đinh vít để mình có thể bắt cố định cái camera này trên tường. Một cục sạc. Một cục nguồn đấy các bạn. Cục nguồn này là cục nguồn 5V, à 10, 5V 10A các bạn. Một cái tích cơ để mình có thể khoan lỗ và bắt vít trên tường. Một bộ dây nguồn, dây này chắc hình như nó dài khoảng 1,5m 2m gì đấy. Một cái dây này, cái này là để mình cài vào đây xong mình bắt vít và mình treo nó lên các bạn, treo lên như này. Cái này con nó có thể quay ngược thế này hoặc quay xuôi thế này, nó không thể dán ngang như thế các bạn nhé. Và chú ý là cái camera này nó chỉ có thể đặt đứng như này hoặc là treo ngược này lên thì nó sẽ cho hình ảnh xuôi. Còn các bạn dán ngang thì nó sẽ cho hình ảnh ngang, không nhìn được đâu.
Và ở trên cái camera này bên ngoài các bạn có thể thấy này, đầu tiên trước mắt là thương hiệu IMAO của nó này. Sau là một cái đèn tín hiệu nhỏ màu vàng ở trên này. Ở dưới là một cái mắt camera Full HD. Ở đây nó sẽ có một cái lỗ nhỏ, cái lỗ này chính là mic, mic để mình có thể đàm thoại hai chiều các bạn. Và mình có thể lấy ngón tay cái mình kéo nó lên. Thì ở dưới này các bạn có thể thấy, đây là chỗ khe cắm thẻ nhớ này. Và đây là nút reset, ấn low mình có thể ấn reset để khởi động nó lại từ đầu cho về trạng thái ban đầu các bạn. Và đằng sau các bạn có thể thấy cái loa của nó, loa để đàm thoại hai chiều. Và đây là một cái cổng LAN để mình có thể khi mình bắt camera nó quá xa khu vực mà phát wifi thì các bạn có thể kéo dây mạng LAN lại để cắm trực tiếp vào đây, nó sẽ bắt tín hiệu nhạy hơn rất là nhiều. Và một cái cổng nguồn để mình cắm nguồn vào. Ok, các bạn có thể nhìn qua, cái này nó khá là bé thôi, nó chỉ bằng một cái cốc uống nước bình thường, cốc uống trà đá thôi, rất nhỏ và xinh xắn, có thể quay 360 độ. Đấy. Ngẩng lên ngẩng xuống. Và bây giờ mình sẽ cài đặt nó vào điện thoại và test thử cho các bạn xem đôi nét cơ bản với cái con Ranger 2 này tại sao nó lại bán chạy đến như vậy. Và hiện tại mình đã cài đặt xong chiếc camera Ranger 2 360 độ này vào cái điện thoại của mình. Và phần cài đặt chiếc camera này nó rất là đơn giản, vậy nên là mình sẽ không hướng dẫn cách cài đặt trong video này. Và mình đã có một video rất rõ ràng và chi tiết về cách cài đặt hướng dẫn tất cả các dòng camera IMAO, vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi cài đặt, chắc chắn rằng ai cũng có thể cài đặt được. Và bây giờ mình sẽ vào chiếc camera để test cho các bạn xem trong đấy nó có những gì nhé. Thì ngay đầu tiên khi bạn vào phần mềm IMAO đã được cài đặt thì ở bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng camera của nó là Ranger 2 D8C7. Cái tên này bạn có thể thay tên được, các bạn có thể thay cái tên này bằng cái tên khác thoải mái. Và bây giờ mình sẽ ấn vào để xem camera. Đấy, như các bạn thấy ở trên màn hình, chiếc camera nó ghi hình rất là nét, rõ, đúng không các bạn? Đây là điều kiện ánh sáng bình thường, tí mình sẽ tắt điện đi cho các bạn test cái hồng ngoại của nó rất là rõ, ngay cả khi không có một chút ánh sáng nào các bạn ạ. Và ở trên màn hình này các bạn có thể thấy một số cái cơ bản như nút play này, nút chia màn hình thành 4 này, HD hoặc chuyển chế độ SD. Chế độ SD các bạn có thể nhìn thấy nó hơi mờ này, các bạn chuyển sang chế độ HD, đó, nhìn thấy nó nét hơn rõ ràng. Và loa mình bật lên để nó có thể vừa ghi hình và vừa ghi âm, thì mình nên bật cái loa lên để nó ghi hình ghi âm. Và cái nút này các bạn có thể mở rộng màn hình, đó, mở rộng màn hình và nhìn thấy. Và ở dưới các bạn có thể thấy phần xem lại lịch sử, các bạn có thể ấn vào đây để xem lại lịch sử. Đây lịch sử mình lưu ở thẻ nhớ, vậy nên là mình phải ấn vào cái chữ thẻ nhớ này, cái hình thẻ nhớ này, đó. Đây, những phần hình màu vàng này là những phần có lịch sử này các bạn. Còn những phần không có là không có chuyển động thì nó sẽ không ghi hình. Hoặc bạn có thể cài đặt ghi hình 24/24 thì nó sẽ ghi hình liên tục. Còn đây mình để ghi hình theo chuyển động, vậy nên chỉ có khi nào có chuyển động nó mới ghi hình thôi. Như vậy nó sẽ tiết kiệm được bộ nhớ của mình, cũng như tiết kiệm được thời gian tìm kiếm chuyển động trong video đấy. Xem lại. Và phần chụp ảnh, nếu bạn ấn vào đây mình có thể chụp bức ảnh ngay lập tức. Đó, chụp ngay lập tức trên cái camera của mình để mình có thể chia sẻ bức ảnh đấy cho lên Facebook hoặc cho người thân, người nhà, Zalo thoải mái các bạn. Và đây phần nói các bạn có thể nhìn thấy, mình ở đây mình ấn vào đây để mình có thể nói đàm thoại hai chiều trực tiếp từ điện thoại của mình tới cái camera và từ người ở nhà camera với điện thoại của mình. Bạn có thể đàm thoại kể cả là bạn ở bên nước ngoài hay ở bất cứ đâu có sóng internet hoặc wifi thì các bạn đều có thể nói chuyện trực tiếp hai chiều với nhau và nhìn thấy người nhà bình thường, không phân biệt là bạn ở Việt Nam hay nước ngoài nhá. Đây là phần ghi âm này, các bạn ấn vào đây nó sẽ quay một video trực tiếp ngay lúc đấy và quay khi nào bạn dừng thì thôi. Và phần flash này,
Phần flash này chính là phần PTZ để mình có thể điều chỉnh chiếc camera của mình quay 360 độ hay tùy hướng của mình tùy ý. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó đang quay. Đó, các bạn thấy không? Đấy, nó có thể quay 360 độ chuẩn chỉnh luôn. Quay lại thì bạn có thể yên tâm rằng bạn có thể ở bất cứ đâu mà quan sát cái nhà của mình, ngôi nhà của mình hoàn toàn dễ dàng và thuận tiện. Cái 360 độ này mình có thể quan sát nhà nó một cách chủ động hơn là bạn lắp camera tính, thì mình sẽ chỉ quan sát được một góc cố định thôi. Bạn có thể luôn nhìn thấy nó ngẩng lên rất là cao và cúi xuống đến kịch thì thôi. Đó, và bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt để xem nó có gì nha. Đây, phần cài đặt của nó các bạn có thể thấy phiên bản thiết bị này, tính năng này. Và ấn vào phần tính năng này nó sẽ có tất cả những tính năng mà chiếc camera này có, và bạn có thể cài đặt những tính năng này. Đấy, những tính năng cơ bản nó hiện lên tất cả cho các bạn xem. Và báo động, thông báo báo động. Khi bạn bật cái thông báo báo động này lên, nó sẽ gửi tin nhắn cho bạn, và hoặc là gửi tin nhắn với hình ảnh cho bạn khi mà có bất kỳ chuyển động lạ nào hoặc là tiếng động lạ nào đột nhập vào ngôi nhà của bạn, nó sẽ ngay lập tức gửi một tin nhắn đến số điện thoại của bạn, chiếc điện thoại của bạn, để bạn có thể quan sát trực tiếp ngôi nhà của bạn ngay lúc đấy. Thì đấy, bạn có thể bật thông báo báo động lên. Và phần thiết lập báo động, phần thiết lập báo động này các bạn có thể thấy, bạn có thể bật lên. Và cái này khi mà có chuyển động phát hiện con người hoặc là có chuyển động chạy qua theo dõi thông minh thì nó sẽ ngay lập tức hướng theo cái các bạn có thể thấy, nếu khi phát hiện chuyển động qua cái camera nó sẽ quay theo và ghi hình cái chuyển động đấy lại. Bạn thấy không? Đấy rất là một điểm rất là hay của chiếc camera PTZ này, mà chỉ có những dòng 360 độ mới có thể làm được điều vậy. Và một phần nữa là cài đặt âm thanh báo động. Ở đây nó có cài đặt báo động này. Bạn có thể cài đặt âm thanh báo động khi mà có chuyển động nó sẽ còi hú lên chẳng hạn. Đó. Báo động âm thanh bất thường. Phần báo động âm thanh bất thường này rất là hay với các bạn. Nó nếu nhà bạn có con nhỏ chẳng hạn mà các bạn phải ra ngoài, thì khi mà con trẻ nó ngủ dậy nó khóc thì các bạn nó sẽ báo một tin nhắn là có một âm thanh về điện thoại của bạn để bạn có thể lập tức quay lại và chăm sóc đứa trẻ của mình. Đây là một điều chiếc camera dòng iMount này, chỉ dòng iMount này mới có các bạn. Chỉ dòng iMount này mới có cái tính năng như thế này. Và nó sẽ rất tiện lợi cho những bạn có con nhỏ. Báo động âm thanh bất thường ạ. Lưu trữ đám mây. Lưu trữ đám mây bình thường mình sẽ không lưu trữ đám mây các bạn, vì lưu trữ đám mây mình sẽ phải tính tiền theo tháng, phí lưu trữ. Còn bình thường thì mình sẽ lưu trữ theo thẻ nhớ. Như cái thẻ của mình đang dùng là thẻ 64GB, đã lưu được 4,8GB này. Nó kế hoạch ghi hình, các bạn có thể vào kế hoạch ghi hình để cài đặt lưu video theo chuyển động. Khi mà phát hiện chuyển động thì nó mới ghi hình, hoặc là ghi hình 24/24 thì các bạn có thể bật cái này lên thì nó sẽ ghi hình 24/24. Phần bảo vệ camera này chính là phần tắt và bật camera các bạn. Mình có thể tắt cái camera đi mà không cần đến rút nguồn. Mình có thể tắt nó đi bất cứ khi nào mình muốn. Phần âm thanh thì mình cứ bật lên để khi nào mà vừa quay video nó sẽ vừa ghi âm thanh cho các bạn. Chứ không là mình nếu mình tắt cái phần âm thanh này đi nó sẽ chỉ ghi hình thôi mà không có tiếng. Vậy nên là bình thường mình vẫn bật âm thanh này lên để vừa ghi video, vừa ghi hình, vừa ghi tiếng. Mã hóa tiền ảnh, chia sẻ thiết bị. Các bạn có thể ấn vào đây để mình có thể chia sẻ thiết bị của mình cho những người thân của mình, người gia đình hoặc là bạn bè, những ai mình muốn chia sẻ thì mình có thể ấn vào đây để chia sẻ thiết bị cho người khác. Và đây là tên cấu hình này. Và dưới cùng là phần thêm hoặc là xóa bỏ camera. Khi nào bạn không dùng camera nữa thì bạn có thể xóa cái camera đi và cho người khác thì nó an toàn các bạn.
Và phần thêm này các bạn có thể thấy rằng nó có phần thiết lập ánh sáng hồng ngoại. Ánh sáng hồng ngoại này là nó để dùng cho ban đêm. Khi nào mà không có một chút ánh sáng nào thì nó sẽ có một cái đèn hồng ngoại màu đỏ nhỏ bật lên và chiếu cho cái camera này có thể nhìn được trong ban đêm hoàn toàn không một chút ánh sáng nào, mà nó nhìn rất là rõ nét các bạn. Tí mình sẽ test thử cho các bạn xem cái phần ánh sáng hồng ngoại của nó rất là tuyệt vời luôn. Và đây có lật hình ảnh. Nếu bạn lắp ngược cái camera lại như thế này thì bạn sẽ phải ấn vào lật hình ảnh để hình ảnh của mình nó được xuôi chiều. Chứ nếu mình không ấn lật hình ảnh là mình sẽ bị ngược chiều, cái video của mình nó sẽ bị ngược. Vậy nên nếu mà bạn treo ngược camera thì bạn nhớ vào đây để phần lật hình ảnh, bật cái phần lật hình ảnh lên để lật hình ảnh lại cho mình cho nó chuẩn. Và múi giờ ở đây, múi giờ ở đây thì bình thường mình sẽ cài đặt là múi giờ cộng 7. Đây cộng 7 Bangkok, Hà Nội, Jakarta đấy. Đó. Thì nó sẽ là múi giờ Việt Nam, nó sẽ lấy giờ tự động cho các bạn chuẩn 100%. Định dạng ngày. Ở đây mình bạn có thể thấy là mình đang để định dạng ngày là năm tháng ngày. Mình có thể ấn vào và kéo xuống DDMMI và chọn, thì mình sẽ định dạng ngày của nó là ngày tháng năm theo lịch Việt Nam của mình cho mình dễ nhận biết thôi. Và khởi động lại, khởi động lại chính là reset lại camera các bạn. Ok, đấy là một số tính năng cơ bản. Và bây giờ mình sẽ tắt điện đi để cho các bạn xem cái phần hồng ngoại. Mình sẽ tắt hết điện đi các bạn nhé. Ok, như vậy, như vậy là cái hồng ngoại nó đã tự động bật các bạn. Các bạn có thể thấy bây giờ hiện tại trong phòng mình không có một chút ánh sáng nào cả. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó quay theo cái tay của mình. Đây, chắc chắn là không một chút ánh sáng nào các bạn nhé. Nó có thể quan sát hoàn toàn rõ và vẫn. Đó, nó có thể quan sát hoàn toàn rõ và vẫn theo dõi chuyển động bình thường, mặc dù là trong phòng không một chút ánh sáng nào. Vậy nên các bạn có thể yên tâm, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc chiếc camera này có thể quan sát rất là tốt trong bóng tối. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó có một ánh sáng hồng ngoại rất là nhỏ. Đấy, rất là nhỏ này. Bình thường mắt thường mình sẽ không bao giờ để ý đến cái ánh sáng đấy, nhưng mà đối với cái camera này thì ánh sáng hồng ngoại này nó lại rất là tốt các bạn. Nó có thể quan sát cực kỳ rõ trong đêm. Vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc cái ánh sáng hồng ngoại của nó. Đấy, và bây giờ mình sẽ chỉnh ở đây cho các bạn xem. Các bạn thấy nó có sáng không? Mặc dù không có một chút ánh sáng nào trong trong phòng mình đâu. Mình đã tắt hết điện đi rồi. Mà nó quay thì vẫn hoàn toàn tốt. Đó, cái ảnh các bạn thấy rất là nét. Đấy, trong phòng các bạn, các bạn có thể thấy nó chiếu ánh sáng hồng ngoại rất là xa và quay rất là tốt. Nếu mà khoảng 10m đến 15m đổ lại thì hoàn toàn có thể nhìn thấy mà không phải lo bất cứ vấn đề gì về việc thiếu sáng. Ok, như vậy là mình đã test xong chiếc camera Ranger 2 cho các bạn xem. Và trong video này nếu có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào, các bạn có thể inbox hoặc là comment trực tiếp dưới video này, mình sẽ hướng dẫn và trả lời các bạn để các bạn chắc chắn là sẽ hiểu được tất cả mọi thứ thì thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.